Bùi Chu ngày 15 tháng 5 năm 2021 thông báo về việc phòng chống COVID-19. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý chức ban, hành giáo và toàn thể anh chị em giáo dân, giáo phận Bùi Chu. Như chúng ta đã biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến rất phức tạp, nhất là những nước ở Á Châu gần với chúng ta như Ấn Độ, Campuchia, Lào, Thái Lan. Với tỷ lệ lây lan và số người chết tăng cao, tại đất nước chúng ta, tình hình dịch bệnh cũng có những diễn biến phức tạp hơn những đợt trước đây, làm cho tình trạng lây nhiễm nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Theo thông tin của Bộ Y tế, vào lúc 6 giờ sáng nay, 15 tháng 5 năm 2021, cả nước có 20 ca nhiễm mới và tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 tới nay đã có 807 ca nhiễm. Tuy các ca nhiễm mới thuộc diện đã cách ly, nhưng nhiều chuyên gia nhận định COVID-19 đã lây lan đến các khu công nghiệp và trong cộng đồng, nên mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh sẽ rất cao hơn. Trong địa bàn giáo phận Bùi Chu của chúng ta đã xuất hiện nhiều ca F0 và F1 tại một số thôn xã. Đứng trước tình hình dịch bệnh phức tạp và nguy hiểm này, để đảm bảo tính mạng của mỗi người và toàn thể xã hội, Tòa Giám mục Bùi Chu thông báo một số điều liên quan tới sinh hoạt mục vụ như sau. 1. Mọi người và các cộng đoàn thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế: khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Xin anh chị em hạn chế việc đi lại khi không có việc cần thiết. 2. Tạm ngưng việc rước hoa và tiến hoa tại các giáo xứ, giáo họ. Chúng ta dâng những hy sinh này lên cho Đức Mẹ, như chính là làm việc sùng kính Đức Mẹ trong tình hình dịch bệnh này. 3. Tạm ngưng việc tổ chức tuần chầu lượt như mọi khi. Giáo xứ có chầu theo lịch và trong địa bàn được phép thì tổ chức lễ đơn giản trong nội bộ giáo xứ, không thổi kèn, không đánh trống. Những người đi dự lễ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách trong nhà thờ. 4. Tại nơi đã được thông báo có ca nhiễm, xin anh chị em vui lòng không đến nhà thờ trong thời gian này và tổ chức việc lần hạt đọc kinh chung trong gia đình mình, bù cho việc tham dự thánh lễ, kể cả các ngày Chúa Nhật và lễ trọng. 5. Xin mọi người và các gia đình trong giáo phận tăng cường cầu nguyện, thực thi các việc hy sinh bác ái, nhất là việc lần chuỗi mân côi để Thiên Chúa đoái thương cho dịch bệnh qua đi trên quê hương đất nước chúng ta và trên toàn thế giới. Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới. Nguyện xin Thiên Chúa qua sự chuyển cầu Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam ban sự bình an và muôn ơn lành tới mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Bùi Chu thân yêu của chúng ta. Thân con mù loà, con vâng lạy Ngài, mở mắt cho con mong thấy Ngài, tin yêu theo Ngài để được nhận lại ơn cứu độ Ngài ban. Giêsu con vua David, xin thương xót con. Giêsu con vua David, xin cứu giúp con. Thân con mù loà, con vâng lạy Ngài, mở
đất cho con mong thấy ngài tin yêu theo ngài để được nhận lại ơn cứu độ ngài ban.